Cũng biết như thật tịnh quán địa cho đến Như Lai địa và nhân quả ấy, cũng biết như thật cực hỷ địa cho đến pháp vân địa và nhân quả ấy, cũng biết như thật pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa và nhân quả ấy, cũng biết như thật năm loại mắt, sáu phép thần thông và nhân quả ấy, cũng biết như thật 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng và nhân quả ấy, cũng biết như thật đại từ đại bi đại hỷ đại xả và nhân quả ấy, cũng biết như thật pháp không quên mất tánh luôn luôn xả và nhân quả ấy, cũng biết như thật trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng và nhân quả ấy, cũng biết như thật thanh văn độc giác bồ tát như lai và nhân quả ấy. Thiện hiện nên biết các đại bồ tát đã biết như thật các đạo thanh văn vân vân và nhân quả ấy rồi, tùy chỗ thích ứng đem các đạo ấy an trụ chúng sanh nơi đạo ba thừa, làm cho họ siêng năng tinh tấn tu học được rốt ráo. Thiện hiện nên biết các đại bồ tát nên phát sanh trí đạo tướng chân chánh như vậy. Nếu đại bồ tát tu học trí đạo tướng chân chánh như vậy rồi thì đối với các giới tánh tùy miên ý ưa muốn của hữu tình đều khéo ngộ nhập. Đã ngộ nhập rồi, bồ tát tùy theo chỗ thích ứng nói pháp làm cho họ chứng được quả báo thù thắng mà họ mong cầu, không để uổng phí. Vì sao? Vì đại bồ tát này khéo biết các căn hơn kém của hữu tình, như thật thông suốt tất cả tâm và tâm sở, chỗ hướng đến khác nhau, các thứ luân hồi sanh tử mà vì họ thuyết pháp không để uổng phí. Thiện hiện nên biết các đại bồ tát nên tu hành đạo bát nhã ba la mật đa như thế. Vì sao? Vì tất cả pháp phần bồ đề mà tất cả thanh văn độc giác bồ tát đã học đều tóm thâu vào bát nhã ba la mật đa sâu xa này. Tất cả thanh văn độc giác bồ tát ngay trong pháp này siêng năng tu học đều được viên mãn. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp phần bồ đề và các bồ đề khác, tất cả pháp như vậy đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, vô sắc vô kiến vô đối nhất tướng, gọi đó là vô tướng, thì vì sao pháp phần bồ đề như vậy có thể nhận lấy bồ đề đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng với vô sắc vô kiến vô đối nhất tướng gọi là pháp vô tướng, có thể đối với các pháp khác có lấy có bỏ, ví như hư không đối với tất cả pháp không lấy không bỏ vì tự tánh không, các pháp cũng vậy, tự tánh đều không, chẳng đối với các pháp có lấy có bỏ, làm sao nói được pháp phần bồ đề có khả năng nhận lấy bồ đề. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, vì tự tánh của tất cả pháp đều không, không lấy không bỏ, nhưng các hữu tình đối với nghĩa tự tánh của tất cả pháp đều không, chẳng thể hiểu rõ được. Vì sự lợi ích kia, nên các đại bồ tát, phương tiện tuyên thuyết pháp phần bồ đề có thể nhận lấy bồ đề. Lại nữa, này thiện hiện, nếu các sắc uẩn cho đến thức uẩn, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí, ngay trong thánh pháp tỷ nại gia này, đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, vô sắc, vô kiến, vô đối, nhất tướng gọi là vô tướng, thì việc Đức Phật vì lợi lạc các loại hữu tình khiến họ hiểu biết chân chánh, hiểu thật tướng của các pháp là nương theo thế tục mà nói, chẳng nương vào thắng nghĩa. Thiện hiện nên biết, các đại bồ tát đối với tất cả pháp như vậy nên học trí kiến. Học trí kiến rồi, như thật quán sát các pháp ấy, xem nên nhận lấy hoặc chẳng nên nhận lấy. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại bồ tát đối với những pháp nào học trí kiến rồi, như thật quán sát không thể nhận lấy, và đối với những pháp nào học trí kiến rồi, như thật quán sát có thể nhận lấy. Phật dạy: Này thiện hiện, các đại bồ tát đối với các pháp như thành văn độc giác học trí kiến rồi, như thật quán sát chẳng nên nhận lấy. Còn đối với các pháp tương ưng với trí nhất thiết trí học trí kiến rồi, như thật quán sát nên nhận lấy. Thiện hiện nên biết, các đại bồ tát đối với trong thánh pháp tỷ nại gia này nên học bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những gì là thánh pháp tỷ nại gia mà ngài đã nói, vì sao gọi là thánh pháp tỷ nại gia? Phật dạy: Này thiện hiện, hoặc có hàng thanh văn độc giác bồ tát hoặc chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, tất cả các vị ấy đối với tham sân si đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với thân kiến tà kiến giới cấm thủ nghi đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với dục tham sân nhuế đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với sắc ái vô sắc ái trạo cử mạn vô minh đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, đối với bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn tịnh vô sắc đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng,
Đối với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với thánh đế khổ tập diệt đạo đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với tám giải thoát cho đến 10 biến xứ đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sáu pháp ba la mật đa đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp nội không